hôm nay 15 tháng 3, For Everest Platinum chính thức được công bố tại Việt Nam. Đây sẽ là bản cao cấp nhất của Everest. Giá xe hiện chưa được công bố. Thời gian mở bán chính thức là tuần thứ 2 của tháng 4 năm 2024. Trước đó, phía đại lý cho biết bản Platinum sẽ thay thế cho bản Oitech. Tuy nhiên, Ford không có thông báo gì về việc này khi công bố bản Platinum của Everest. Theo như những gì Ford công bố, bản Platinum sẽ có khác biệt bản Titanium ở một số trang bị nội và ngoại thất. Ở bên ngoài, Everest Platinum có thể dễ dàng nhận biết nhờ bộ mâm 6 chấu kép kiểu mới. Kích thước mâm vẫn là 20 inch như bản Titanium, chứ không phải 21 inch như bản bán tại Úc hay Thái Lan. Lưới tản nhiệt nổi bật hơn với các chi tiết sáng màu. Trên nắp capo dán dòng chữ Platinum. Nội thất xe cao cấp hơn với ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ 3 vị trí, ghế hành khách chỉnh điện 10 hướng, cả hai hàng ghế sau đều gập điện được. Đây là những trang bị lần đầu có trong phân khúc. Ngoài ra, bản này còn có thêm thông hơi và sưởi ghế trước, sưởi ghế sau cùng âm thành 12 loa BO và tính năng chiếu sáng đa vùng zone lighting. Trang bị tiện nghi khác trên bản Platinum vẫn giống bản Titanium, như màn hình 12.4 inch sau vô lăng, màn hình 12 inch dạng dọc có SYNC 4A hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto không dây, cần số điện tử, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh. Tương tự, công nghệ an toàn trên bản Platinum không khác bản Titanium. Một số tính năng nổi bật có ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù. Everest Platinum tại Thái Lan hay Úc dùng động cơ V6. Tuy nhiên, bản bán tại Việt Nam vẫn dùng động cơ 4 sinh lanh dung 2 lít như bản Titanium. Động cơ này cho công suất 210 mã lực mô men xoắn 500 Nm kết hợp số 10 cấp, hệ dẫn động 2 cầu. Bản này có 6 chế độ lái. Sau khi chuyển sang thế hệ mới, Ford Everest áp đảo doanh số phân khúc, vượt Toyota Fortuner và Hyundai Santa Fe. Trong năm 2023, doanh số Everest đạt 9.960 chiếc. Bản mới này càng mang đến thêm lựa chọn Everest cho khách Việt, qua đó có thể giúp mẫu SUV Mỹ này tiếp tục giữ vị trí số 1 trong năm nay.